Chào các bạn, hôm nay mình sẽ vẽ hình cái chi tiết này là một cái tấm đỡ. Thì mình sẽ ôn lại những lệnh như là extrude, lệnh hold và đặc biệt là cái lệnh pattern mà ở dạng là table. Thì các bạn thấy đây có rất nhiều lỗ, nếu mình vẽ thì rất thời gian. Mà khi mình pattern thì những kiểu thông thường như là direction hoặc là axis hay là dimension á, thì nó lại không thể phân bố ở những vị trí như vậy được. Mình phải dùng cái kiểu là pattern table. Và chúng tôi sẽ làm trong bài tập ngày hôm nay. Chúng ta new nhé, đơn vị là mm và mình đặt tên support blade. Đây thì mình ok. Đầu tiên mình vẽ một cái khối extrude. Các bạn vẽ cái dạng là từ tâm vẽ ra nhé. Rồi cái này ảnh có chiều dài ảnh là 620 và chiều rộng là 290, sau đó cao lên là 97.5. sau đó mình sẽ cắt cũng một extrude luôn. Mình lấy tham chiếu ở đây. Anh này có kích thước là 395 và cao lên là 187.7. Mình cho cắt xuống dạng true out. Rồi mình sẽ đi bo tròn với cái bán kính là 87 ra. Sau đó các bạn thấy nó có một cái ráp, nhưng mà nó không có ráp toàn bộ cái phần mà mình vừa cắt. Mình chỉ có một cái đoạn từ trên đi xuống là 27.3, cho nên sẽ tạo cái mặt phẳng. Đây mình đi xuống nha, 27.3. Và mình sử dụng cái mặt để mình split khi mình ráp. Này các bạn ráp nhé. Thì cái mặt ráp của mình chính là những cái mặt này. Rồi cái mặt trung hòa của mình là cái mặt này. Và mình sẽ chia, mình sẽ split ngay cái mặt trung hòa luôn. Ở dưới thì mình không có ráp các bạn ha, mình chỉ ráp một phía thôi. First side và mình góc họ cho mình nó là 33 độ, nghĩa là hai phía. Vậy thì một phía nó sẽ là 16.5. Ok. Rồi nó còn bốn cái góc vác là ký hiệu là 4 và C5 các bạn ha, bốn cái chamfer 5. Thì mình vô cái phần là chamfer. Mình lấy là 5. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi dựng các cái hệ lỗ. Thì đầu tiên tôi sẽ dựng cái lỗ có đường kính phi 31 trước, nó gồm có 6 lỗ. Dựng không? Thì các bạn chú ý là một lát nữa đó mình sẽ pattern, cho nên bây giờ mình phải pattern kiểu XY theo cái table với các cái thước định vị là XY giống như cái đề bài cho mình. Thì mình cũng đặt cái lỗ theo cái cách như vậy. Đầu tiên anh này nha, tôi đặt các bạn chú ý cái chuẩn là góc trên cùng của mình. Trên các bạn hãy đặt qua đây nha. Góc bên tay trái nè và phía trên. Thì với lỗ đầu tiên này á, kích thước của ảnh sẽ là 57 65 dù cho phương ngang này nè. Cái phương đứng này á, ảnh sẽ là 65. Còn cái đi qua đó ảnh là 57. Rồi đường kính lúc đó là 31 và chiều sâu là true. Rồi để pattern thì các bạn chọn ảnh nha. Và mình pattern. Mình chọn kiểu là table. Thì khi table này thì các bạn phải chọn những cái thước nào mà mình muốn pattern nó ra. Thì ví dụ như với anh này thì tôi chọn kích thước theo phương X. Tôi nhấn Ctrl chọn kích thước theo phương Y.
do cái đường kính lỗ nó không có đổi cho nên tôi sẽ không có chọn nó để đưa các bạn tham chiếu cái bản theo kích thước của tôi, và tôi edit luôn. Rồi các bạn đánh số vô nha, mình có 6 lỗ thì đầu tiên là số 1 rồi nè, 2 3 4 5 6. Tiếp theo các bạn nhập các cái kích thước của cái bản vẽ này vào dành cho những lỗ còn lại. Giữa đây kích thước sẽ là 200, anh này là 32, sau đó là 65, 57, 25, 210, 65, ở đây còn 25, 210, nó còn một cái là 25, 410, sau đó là 65, 563 và 200. Ủa? Ở đây là các bạn thấy là kích thước này là ở trên tôi đã có rồi nè, thì tôi không cần phải nhập lại nữa, thì tôi sẽ nhập kích thước đây là 200 vào đây luôn nhé. Và anh này sẽ là 588. Tôi xóa này đi. Rồi sau đó mình save nó lại. Là các bạn thấy là mình đã có một hệ lỗ như vậy. Mình đồng ý. Tiếp theo mình nhận cái lỗ là phi 12, chiều sâu là 40. Các bạn dự định hôn. Chú ý các bạn thấy lỗ đặt ở mặt đáy, cho nên mình phải chọn mặt đáy nè. Mình nhập chiều sâu vào. Rồi sau đó là mình nhập đường kính chiều sâu là 40 nhé. Định vị bằng cách là mình cho nó qua bên cái mặt bên tay trái và mặt phía trên. Thì theo phương ngang nó sẽ kích thước là 70, và theo phương đứng kích thước sẽ là 225. Rồi các bạn đồng ý. Mình có lỗ đầu tiên và mình cũng button ở dạng là table. Thì trong table này mình sẽ có kích thước thay đổi là 70 và 225. Các bạn edit lại, đánh số cho nó là lỗ số 2, số 3 và số 4. Thì anh 70 này ở kích thước thứ hai cũng là 70. Ở đây sẽ là 40. Ở đây sẽ là 550. Ở đây là 40. Và dưới cùng ở đây là 550 và 225. Sau đó các bạn save lại. Rồi là mình có 4 lỗ như thế này. Và đồng ý. Tiếp theo tôi chuyển sang cái lỗ lỗ bật các bạn. Cái lỗ bật nó gồm có 11, có 9 cái lỗ. 9 cái lỗ, đường kính trên là 18, đường kính dưới là 11. Tôi cũng chọn định hâu đặt ở mặt đáy nè, đặt ở mặt đáy. Rồi, cái này là lỗ bật, mình chuyển sang cái dạng này. Shape. Đường kính trên là 18, đường kính dưới là 11. Cái bật này là 11 và nó sâu suốt luôn, true hole. Nói về vị trí của nó thì đầu tiên nó sẽ có vị trí phương ngang là 70 và phương đứng là 245. Thì các bạn chọn nha, anh này và anh này. Anh này chứ. Và anh này thì mình remove nha, mình chọn lại thì bị nhầm nha, mình clear đi nè. Đây mình đưa lên đây. Thì phương ngang ảnh là 70 nhá. Giờ phương đứng của ảnh là 245. Là lỗ đầu tiên, mình đồng ý. Sau đó mình chọn ảnh, mình button ở dạng là table. Rồi, mình cũng chọn cái thay đổi biến thiên là mình có ảnh 70 là 1 nè, ảnh 245 là 2. Edit cái table này, rồi mình nhập số vào 2 3 4 5 6 7 8 9. Sau đó nhập các kích thước vào. Như bên này sẽ là 70. Anh đây sẽ là 155. Anh này là 130. 75. Rồi 230. 65. 310. 65. 390. 65. 490. 75.
550, 155 và 550, 245. Sau đó các bạn save lại và mình sẽ có được 9 cái lỗ luôn, các bạn thấy đây rất là nhanh. Rồi mình chuyển sang một cái hệ lỗ nữa, là cái lỗ M10 các bạn, lỗ ren M10, lỗ ren M10 bước 1.5 và nó cũng đặt ở mặt đáy, cho nên các bạn cũng dùng định hole đặt ở mặt đáy, nhưng mà là lỗ ren các bạn chọn là M10 nha. Bước 1.5. Rồi anh có cái chiều sâu bằng cái phần shape nè, thì cái chiều sâu của anh nó là 40, chiều sâu là 50 chứ, chiều sâu là 50 nhá, nhưng mà mình chỉ làm ren là 40 thôi. Như thế này, định vị cũng như vậy, các bạn cũng là kéo sang mặt ngang này và kéo lên cái mặt đứng trên đây, thì phương ngang của ảnh á đầu tiên vô là 40, phương đứng đầu tiên của ảnh là 270. Rồi mình có cái lỗ như vậy, sau đó mình cũng button dạng table và mình cũng chọn hai cái thước thay đổi. Ở đây thì mình những cái thước thay đổi là phương x là 1 nè và phương y là 2. Rồi mình edit. Đây thì anh có là bao nhiêu lỗ, 10 lỗ. Tôi không biết bao nhiêu nữa, tôi đếm lại xem. Thì mình cứ gõ vào nha, lắp đến số sau cũng được các bạn. Ở đây là 40 nè. 160. Rồi sau đó là 40. 40. 40. Ở đây là 180 các bạn, 180. 40. Sau đó là 310. 40. 440. 40. 580. 40. 580. 160 và 580. 270. Thì đánh số là 2 3 4 5 6 7 8 9. À mình cũng có 9 lỗ như vậy các bạn. Sau đó mình save lại. Các bạn đây, các bạn có một hàng lỗ ren thế này. Sau đó các bạn đồng ý. Cuối cùng là mình có một cái hàng lỗ ren M16 ở mặt phẳng front, thì mình cũng lệnh hold mặt phẳng front. Ở đây ren của mình là M16. M16, tôi lấy M16 bước là 2 nha. Rồi sau đó mình cái chiều hình dạng của cái lỗ nè, thì nó sẽ khoan vào 40, các bạn làm ren 40 nhé. Chiều dài ren là 40, thì chiều dài ren là 40 thì mình để chứ phải là 50 nè. Thế mình làm ren 40 thôi. Rồi định vị nó kéo ngang qua cái mặt mặt này và tính cái thước này tính theo mặt ở dưới lên, dưới lên. Rồi thì ở dưới lên á kích thước của anh là 78 và ngang qua đầu tiên là 20. Rồi mình đồng ý là mình có lỗ đen đầu tiên. Rồi mình cũng button dạng table. Rồi mình chọn. Nhưng các thấy lần này thì kích thước thay đổi của nó đó, nó không có theo phương y, nó không có bạn, không phương x thôi. Thì mình chỉ cần chọn cái kích thước thay đổi là kích thước là 20. Là mình edit luôn. Và mình nhập vào các kích thước của nó, ví dụ như là 20. Rồi tới 85. Rồi tới 535 và 600. Số lỗ là 2 3 4 và mình save lại. Các bạn thấy đây là mình có luôn là 4 lỗ như vậy.
những cái ký hiệu lỗi này các bạn thấy nó rối quá, các bạn hãy tắt đi bằng cách là mình mà tắt cái này đi nha. Thì đó là mình hoàn thành xong cái việc làm cái bài tập này. Thì ưu điểm của cái table này là nó có thể là phân bố các cái phần tử mà được pattern ra đó ở vị trí bất kỳ vị trí nào, chỉ cần có tọa độ là mình nhập vào là có thể ra được cái vị trí của nó. Nó không cần nhất thiết theo một cái quy luật khoảng cách như là những cái pattern khác. Rồi, cảm ơn các bạn.